Sau đây Vin giới thiệu với các bạn cách sử dụng phần mềm mô phỏng PLC SIM của Siemens để mô phỏng cho các dòng PLC F7-200-500. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải cài đặt cái phần mềm PLC SIM này lên. Khi chúng ta muốn mô phỏng trong cái phần mềm F7 Professional này thì chúng ta mở bullet lên, chúng ta sẽ kích vào phần Start Simulation. Tự động là phần mềm PLC SIM sẽ được mở lên. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kích Fit to Project View. Các bạn nhớ là trong phần này chúng ta cũng vẫn phải tạo project, new project, create. Phần mềm mô phỏng PLC SIM này thì mô phỏng hầu hết các cái chức năng của PLC khá là trực quan. Đây, chúng ta sẽ click vào Start Search. Phần mềm sẽ tìm lên được cái con PLC ảo CPU 1200 Simulation Group. Vậy đã nạp xong phần mềm xuống PLC ảo, chúng ta click vào Switch to Project View. Phần chương trình bên này chúng ta sẽ click vào Monitor. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ tác động lên trên Start. Thứ tiên thì các bạn sẽ click sang CPU Van Mode. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái phần mềm PLC SIM để test cái phần chương trình của chúng ta. Thế tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý là ở nhà chúng ta không chút thực hành thì chúng ta sẽ dùng phần mềm PLC SIM. Nếu mà chúng ta học ở lớp thì chúng ta sẽ sử dụng cái kit thực hành. Và khi chúng ta muốn download chương trình xuống PLC thật thì chúng ta sẽ phải tắt cái phần PLC SIM đi. Bởi vì khi bật PLC SIM thì nó sẽ ưu tiên nạp chương trình xuống phần PLC ảo trong phần PLC SIM. Một lần nữa thì tôi sẽ giới thiệu thay đổi phần cứng. Giả sử ở đây là tôi khai báo con PLC F7-200-1212C, nhưng trên cái kit thực hành thì lại là 1214C, thì chúng ta sẽ kích chuột phải, chúng ta chọn trên đi ba, chúng ta sẽ tìm vào con CPU 1214C, kích vào đây, kích vào OK. Chúng ta có thể lựa chọn là cái version. Đó, thì sau khi mà chúng ta thay đổi sang cái model khác thì sẽ cập nhật ở trong phần mềm của chúng ta. Và tôi cũng xin chia sẻ một số cách khi mà chúng ta nạp chương trình, thì chúng ta muốn nạp phần cứng với phần mềm thì chúng ta sẽ kích chuột vào đây. Và chúng ta
ta chút vào cái chữ phải, chút vào đào lốt của đi vai, chúng ta chút vào là hardware and software là để đào phần cứng phần mềm. Hardware là được download cấu hình phần cứng, software là download phần mềm, software ôm tất cả. Thì khi chúng ta muốn download phần cứng thì chúng ta chút CPU chút vào download và sẽ download hết phần cứng của phần mềm. Còn nếu mà chúng ta kích vào chương trình bên này chúng ta download thì chỉ download phần mềm menu một thôi chứ nó không download phần cứng. Đây là một ví dụ khi chúng ta khai báo một con CPU và nó khác với cái CPU trên phần mềm, nó khác với trong CPU ở trên kit thực hành thì chúng ta sẽ không thể download được chương trình. Nó báo là ít vừa module và sai khác với module. Nhưng mà nếu muốn download được chương trình thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cấu hình để làm sao nó các CPU ở trên phần mềm và CPU thì đều với nhau. Rồi, ví dụ đây là tôi chỉ đào lốt phần chương trình bên thôi. Đó, chúng ta thấy là cái phần phần mềm là đào lốt rất là nhanh. Thì mình chỉ đào lốt mỗi phần chương trình. Thế còn khi chúng ta đào lốt phần cứng, thì chúng ta kích vào đây. Chúng ta kích vào đào lốt. Thì khi nó sẽ phải stop CPU lại. Đó, chúng ta nhìn thấy là stop on. Stop CPU lại. Sau khi download xong cả cấu hình phần cứng nữa phần mềm thì mình có thể start module lên. Rồi, chúc các bạn thật là hiệu quả.